Hello mọi người, hôm nay mình đang có mặt ở Bến Nôm. Đây là đang là 10 giờ. Như 10 giờ hơn, trưa rất nắng. Như mùa này mưa cho nên thủy triều nó lên. Nó chỉ còn bãi đất nhỏ này thôi. Cách đây 2 năm mình đi thì gặp cái mùa khô thì nước ít xâm lấn hơn giờ, nó xâm lấn vô hết rồi. Rồi này. Nước xâm lấn hết rồi, chắc mùa khô nó sẽ cạn bớt. Mùa này thì cá nước nhiều, rong rêu, như mình cũng qua bị mất cái mùa rong rêu mất rồi. Bây giờ chỉ còn vài cảnh sinh hoạt với một số thuyền chạy trên mặt hồ thôi. Đây là một nhánh của hồ Trị An mà khúc gần nhất, xa xa đầu kia thì thấy là có Đức Mẹ núi Cúi này. Lát nữa mình sẽ đi qua phía Đức Mẹ. Đây thì những đầu kia đợt mình có cắm trại bên kia, nhà nước nó xâm lấn sát quá, chỉ còn loanh quanh chụp ở đây xong cái mình hẹn lại đi về. À, thôi thì đỡ đi rồi, có gì chụp máy thôi. Bây giờ mình sẽ quay mấy đoạn phim với mình chụp nha. Rồi mình đang dùng Sony A7 II với một con ống kính giá rẻ 28-70 35-56. Ống kính này nó nhẹ lắm, chắc nó làm bằng thấu kính nhựa hay sao chứ. Thấy nó nhẹ heo à. Ra cái này chụp kiểu như là bình thường thì được, chứ còn chụp cao cấp hơn thì độ nét nó thấy nó không có bằng. Thấy nét nó cứ nhạt nhạt sao đó. Nó rất là chán, nó hơi chán à, thì giá rẻ vậy thôi, mới tinh tách từ máy ấy ra mà. Cho nên nó là ống kít mà. Cho nên phải chấp nhận thôi. À, bây giờ mình sẽ xét qua máy chụp hình. Coi chụp hình nha, thường ghi chụp mình sẽ để chế độ A thôi, chứ ngoài cảnh mình không bao giờ để M. Có thể chắc mình chỉnh màn hình cho nó sáng sủa lên, xem màn hình nó hơi tối, nhìn view hơi tối. Nè, chế độ A thì các bạn sẽ tăng giảm sáng bằng cách là bù trừ sáng nha. Bên Sony thì nó có cái vòng bù trừ sáng sẵn đây, chỉ bằng cần vặn thôi. Thường ra ngoài thì mình cái ống này hay khẩu cho mình để nó đúng 6. Nó 6 luôn cho nó khỏi bị nhạy khẩu. Nhưng mà mình sẽ để 63 đi. Còn cái tốc độ nó sẽ tự chạy nè. Giờ nắng quá thì mình để ISO thấp luôn, ISO 100. ISO 100 đi. Đời thường mà thì muốn chụp nó nét ok ổn thì các bạn đừng có mở khẩu quá. Đây này mà hơi tối nè, thì bạn nếu mà được thì bạn nhìn màn hình là viewfinder cho nó rõ ràng ha. Còn đây mình muốn các bạn thấy màn hình của mình thì mình sẽ để đây cho bạn thấy ha. Những góc thấp thì bật màn hình lên. Cái giờ nét này nó lấy trung tâm nhiều quá cho nên mình sẽ đổi chế độ lên nét. Ra ngoài thì nên để FC, đừng để AF, lại mình quên. Rồi mình sẽ để cái spot này, mình để mình sẽ tự chỉnh theo cái ý của mình. Cái vòng này nè, cho nó hiện thì bạn chỉ di chuyển lên xuống thôi, giờ đúng ý của bạn ha. Bây giờ mình chỉ muốn thấp mà mình lấy cái thuyền á thì mình di chuyển lên thôi. Sang qua thì các bạn lại giảm ha. Đấy, bù trừ sáng. Những góc thấp nó sẽ tạo ấn tượng hơn. Cái góc này mình muốn lấy thấp để mình lấy được cái bọc biển này. Rồi để ngay 1/3. Bạn thể chụp dọc cũng được.
nước lạ ấn tượng hơn. Dù chụp hình chuyên hay không chuyên thì các bạn cứ để cái đường tỷ lệ vừa tỷ phần 3 cái màn hình để dễ canh thôi. Đấy, cứ để ngay góc 1 phần 3 là bao đẹp rồi. Ở đó như người ta đang bơm nước, cái bơm nước hay chạy thuyền biết luôn á, như đang cái vỏ đang dưới đang kéo lưới lên. Nếu đi chụp đời thường những cảnh xa như vậy các bạn nên có góc tele thì ok hơn. Này ống kính chỉ 70 á thì nó cũng hơi không được xa lắm, không zoom được không được xa lắm. Nhiều người nghĩ nhìn mình chắc bị khùng sao mà cứ đi chụp linh tinh mấy cái này. Ai cứ chụp cái mình thích đi, khi đi ngoài bạn đừng có ngại gì hết á. Ngại không làm được mấy chuyện này đâu. Trên mấy cái ghe này thì người ta sẽ có chỗ nghỉ lại luôn, kiểu như đi xa hồ thì người ta ăn uống ngủ nghỉ này luôn. Không biết mình đi mùa này đúng không chứ mọi người có thể là sáng sớm ta vô, còn mùa này đi thì toàn ghe nằm chờ không à. Đây là những cái ống tre nè. Ống tre người ta trét trét gì lên để bảo vệ khỏi bị mục. Lưới này mới. Khi đi có con người thì nó vui hơn. Đây có con người ít quá. Chụp cảnh đời thơ này kia. Giờ đi không có gì cả. Hơi buồn. Lần nào đi cũng buồn. Mình nghĩ sẽ đi, nắng quá. Cái nào. Đi chụp cảnh vật như những cái tĩnh vật này. Ta sẽ cười mình. Nhưng cái này mình cứ đặt ở trung tâm đi, cảm giác nó sẽ hơi chán mà nó thể hiện cái sự cô đơn. Góc càng thấp càng tốt để thấy nó bầu trời. Nay mình sẽ chụp xe. Nắng quá. Khi mình tới đó mình sẽ chụp một cái ông cái đang ngồi xem. Cái này có thể là một cái bạn. Cái nhà nhỏ đó nó cũng thể hiện được cái nỗi buồn nào đó, một cái nỗi buồn nào đó.
không diễn tả được. Mình là thích những cái thứ buồn buồn vậy mà. Chịu thôi. Càng tắt máy càng tốt, mênh mông càng tốt. Bây giờ mình đưa lại gần thử. Cô bé à, những cảnh đời thường như vậy đó. Khi ở cảnh đời thường thì mình cố gắng nhanh nhất có thể nè. Đó, vô băng nước nữa. Đâu à? Nắng mà đi chơi. Chụp chụp hình cái coi. Làm tạo dáng hả? Ghê không? Yeah. Giờ mình nói chuyện với một anh làng ở đây, mình mới hiểu được là kéo khi đi chụp đề thường thì các bạn nên nói chuyện với người dân địa phương để các bạn hiểu được nhiều thứ hơn, chứ đừng cứ tới đi ngang chụp chẹt rồi không hiểu gì cả cũng được. Tele thì ok hơn, nhà nghèo không có tele. Người ta đang kéo lưới xa quá. Trời, khi nào lưới vô nè. F2 đi công gắn trên body Sony A72. Ok rồi, mình sẽ ngắm đi chứ. Mình giờ mình muốn lấy chiếc xe máy nè, rồi lấy chiếc lấy người sau nè. Như màn hình nó hơi khó nhìn, không thêm sáng. Đang để khẩu 8, nó tính khoảng ok quá trời. Xin mở ra chút, hơi sáng chút. Các bạn thấy nén thì cái việc bấm thôi, đừng quan tâm nó đâu, cái lá ở giữa ha. Rồi, cái ghe đang chạy thì thường thẳng nên có nét thì bấm thôi, không có gì hết. Ok, mấy cô cậu nhóc đang chơi. Thôi về đêm thôi luôn. Nãy giờ mình chỉ chụp khẩu 8 thôi. Rồi mình chụp từ xa coi. Mình ngắm bằng một hình view thôi nha. Hơi khó ngắm nhưng mà khẩu 8 thì nét nó sẽ ok, nó có sự chênh lệch rất ít. Rồi bây giờ mình sẽ tới chụp mấy cô cậu nhóc này coi. Có gì vui không nào? Gì hấp dẫn không nào? Cái sao này nè, hơi
hơi buồn. Ok. Mình cũng cần chụp shot phong làm gì? Tại vì mình muốn lấy cảnh nhiều mà. Chưa cuốn. Đây là ăn tôm cá luôn hả? Hả? Ăn gì vậy? Ăn gì vậy cún? Hả? Chú cún thân thiện. Ôi, lâu quá. Mình sẽ chạy ra trong này, mình ngồi quán đi. Trời quá nắng rồi.